một cái dự án blockchain mà hướng dẫn các bạn chuyển tiền nội bộ trên một cái blockchain các bạn, chuyển tiền nội bộ không mất phí nha. Đầu tiên để chia level vào, anh em click vào ba chữ gạch, anh em bấm vào một qua Z nè, rồi anh em bóp nhận một transfer nha tất cả anh em. Anh em từ chuyển từ tài khoản này qua tài khoản kia nha các bạn, tất cả anh em mua bán gì cũng vậy. Rồi đầu tiên anh em bắt cái số đô của mình vô nha tất cả anh em. Rồi anh em bắt cái username của người nhận vào nha anh em. Rồi tất cả các anh em đi hyper vô mật mã Google thì vô. Rồi tất cả các bạn bấm vào nút request nha các bạn. Cái mục account này là mình xin nhắc cho tất cả các bạn là cái mục username này nha các bạn. Bạn muốn mua những cái đồng tiền của người khác trên cái app, trên cái web này thì các bạn đưa cái username này nha các bạn. Hoặc bạn chuyển tiền cho cái qua một cái tài khoản thứ hai của mình nha các bạn. Vậy video mình kết thúc, mọi thắc mắc các bạn comment dưới link đăng ký và link hướng dẫn đăng ký của đây, phần link mô tả. Các bạn nào có chơi thì mình sẽ vào nhóm Zalo, mình sẽ hỗ trợ cho tất cả các bạn. Còn bây giờ mình chào tạm biệt tất cả các bạn nha. Các bạn nhớ cho mình một like và một subscribe để ủng hộ kênh nha các bạn. Vì mình không có chuyển sao, mình hướng dẫn cho bạn nào muốn chuyển đô thì chuyển nha các bạn, hoặc là mua bán. Xin chào tạm biệt tất cả các bạn ạ.